Dạ, đây là cái vị trí mà lô đất hôm nay em quay và giới thiệu cho cả nhà mình nha. Lô đất của mình là nằm tại ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Có chiều ngang sẽ được 15 mét và chiều sâu là 65, đã có sẵn 100 mét thổ cư, cụm khu dân cư trục chính của ấp Phước Tiến của mình. Đường của mình ở đây là phun hồng. Thì với cái thời điểm hiện tại, chủ nhà mong muốn bán chỉ có 30 triệu trên 1 mét ngang. Và trên đất của mình là cao hơn đường và đã có trồng trái cây, sầu riêng, dừa, xoài. Đó thì cả nhà cùng tranh thủ và liên hệ với em để mình mua được một lô đất trục chính khu dân cư đông đúc và giá rất chi là rẻ vào thời điểm hiện tại đây nha. Sổ của mình ở đây chủ nhà sẽ bao sổ từ A tới Z cho quý cô chú anh chị mình. Bây giờ thì cả nhà cùng xem thực tế với em nha. Là đây thì hiện tại Thanh sẽ lên trực tiếp vào trong cái vườn trái cây để Thanh quay cho cả nhà mình cùng xem luôn. Đó, cả nhà mình thấy không? Ở đây mình sẽ có sầu riêng trái đã được thế này luôn nha cả nhà. Năm nay thu bói đầu tiên luôn. Và từ đây chạy thẳng xuống nữa thì mình sẽ có dừa này, bơ, xoài, bưởi. Đó, và đất của mình cao hơn mặt tiền đường phải, nó tính từ đuôi xuống phải 2 mét có nha cả nhà mình. Thì Thanh sẽ quay từ trên vườn trái cây quay xuống và tí nữa Thanh sẽ cho cả nhà mình cùng xem cái mặt tiền khu dân cư. Thì lúc nãy là Thanh vừa gửi trên tọa độ để cả nhà mình cùng nắm bắt được mật độ dân số cũng như con đường và đường đi lối lại của lô đất tuyệt đẹp hôm nay Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà mình. Cả nhà mình biết không, với 15 mét mặt tiền lộ nhựa chính và đã có sẵn 100 mét thổ cư, chiều sâu của mình là 65, trên đất đã có sầu riêng được thu và có dừa, bơ, xoài đầy đủ hết. Đất của mình ở đây là đất đỏ này cả nhà mình. Đó, đất đỏ rất chi là tơi xốp luôn. Với tổng cái diện tích là 975 mét vuông và khu dân cư dày đặc như thế này, chủ nhà bán vào thời điểm hiện tại để mà chi trả cái khoản tiền đang cần thiết chỉ có 30 triệu trên 1 mét ngang. Thì với 15 mét đây mình sẽ phải chi trả là 450 triệu, sẽ bao sổ sách giấy tờ cho quý cô chú anh chị mình. Đó, bìa của mình ở đây là sổ sách pháp lý là màu hồng. Hình thức sử dụng đã có 100 mét đất thổ và còn lại là đất trồng cây lâu năm. Bây giờ Thanh sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó, đây là dừa và càng đi lên đất của mình càng cao này cả nhà. Dừa và ranh giới ở cái bên đây của mình thì đã có kẽm gai. Đó, từ đây chạy ngang qua, từ bên đây của mình chạy ngang qua sẽ được 15 mét nha cả nhà. Hôm trước Thanh có quay cái nền ở đây là 20 thì đã bán rồi. Bây giờ chủ nhà muốn bán tiếp thêm cái 15 mét đây để cho xong hết công việc trong gia đình luôn. Đó, ở trên đây là dừa, đất cao ráo, thông thoáng, đẹp. Và cái mặt bằng của mình thì khỏi chê rồi ha cả nhà. Đó, bây giờ thì cả nhà cùng di chuyển xuống dưới đuôi, xuống dưới mặt đường với em chứ. Tại vì đất của mình là càng ngày càng đi lên. Thì với cái thời điểm hiện tại đây Thanh thấy rất chi là phù hợp để mình mua được cái vườn trái cây này nha cả nhà mình. Chỉ có 450 triệu thôi quý cô chú anh chị mình ơi. Rất chi là rẻ luôn. Đó, cả nhà nhanh tay liên hệ cho em để mình mua được nguồn đất giá chính chủ. Liên hệ qua số điện thoại của Thanh là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 nha cả nhà mình. Đó, bây giờ là Thanh đang di chuyển xuống dưới đường này. Cả nhà mình biết không, ở đây đó là vườn trái cây của mình là cực kỳ đẹp. Đó, và đã có được trồng sẵn rồi. Đó thì bây giờ mình về mình làm hàng rào chăm sóc nữa là cái vườn của mình cực kỳ đẹp luôn. Ở đây có bưởi luôn này cả nhà mình. Bưởi nhưng mà cỏ cũng nhiều nha cả nhà. Đó, chôm chôm này cả nhà. Đó, bưởi, xoài các thứ. Nói chung là cái vườn của mình là cực kỳ đẹp luôn. Đây, Thanh sẽ đi xuống đường cả nhà mình sẽ thấy được là cái đất của mình nó thấp hơn đường cỡ nào luôn. À, cao hơn đường cỡ nào luôn. Rất chi là đã nha cả nhà mình. Đó, chờ em xíu. Tại vì ở đây cỏ hơi nhiều em cũng phải kiếm đường đi luôn á. Đó. Cái này đất của mình mà mình cho dọn dẹp sạch sẽ đi, cây cối rõ ràng một cái là cỏ nào cũng đẹp lắm. Đó, đây là Thanh đang đi xuống đưa ra đường cho cả nhà mình cùng xem. Đây quý cô chú anh chị mình. Đó, hiện tại là Thanh di chuyển vào cái mặt tiền đường này. Đó là cả nhà mình thấy là thấp hơn đường rất nhiều. Là kế bên ở cái ranh giới lưới kẽm đây quý cô chú anh chị mình. Đó là có lưới kẽm ha. Lưới kẽm đó mình sẽ chạy ngang qua bên đây của mình. Cái mặt tiền của mình được 15 mét.
Đó, vì vừa mới bán 20 mét bên kia thì còn lại 15 mét đây của mình. Chủ nhà mong muốn bán hết là 30 triệu. Cả nhà mình thấy không? Trước cái đất của mình á thì đã có làm cống thoát nước, và mặt tiền của mình là mặt tiền nhựa chính, khu dân cư thông thoáng, nhà cửa cáp điện wifi là đầy đủ và đã có bóng đèn đường. Bây giờ em sẽ di chuyển xuống cái lộ nhựa và quay đường đi lối lại cho cả nhà mình cùng nắm bắt nha. Dạ thì Thanh vừa di chuyển từ trên lô đất đây cả nhà mình này. Trên lô đất vườn trái cây là sầu riêng, chôm chôm, bơ, xoài, dừa, bưởi cho mình. Với tổng cái diện tích của mình sẽ được là 15 mét mặt tiền đây. Đó, và của mình ở đây là đường dân cư hiện hữu, đường của mình là đường thông và đã có bóng đèn đường đầy đủ nha quý cô chú anh chị mình. Thì cái lô đất hôm nay Thanh quay cho cả nhà mình, chủ nhà mong muốn bán hết sẽ là 30 triệu trên 1 mét ngang. Thì sẽ là với 15 mét đây sẽ là 450 triệu nha cả nhà. Cái 450 triệu đây thì cả nhà mình sẽ gặp trực tiếp chủ nhà để mình trao đổi về giá cả. Còn sổ sách là chủ nhà sẽ bao cho quý cô chú anh chị mình nha. Đường của mình ở đây sẽ là con đường thông dẫn từ xã này qua xã khác hoặc từ huyện này qua huyện khác. Đó, và đường của mình sẽ dẫn sang đường ấp Bù Tam, Hưng Phước, Phước Thiện. Đó, còn theo tuyến đường ngược lại đây của mình sẽ di chuyển về nhà em và ra được ấp 5 xã Thiện Hưng cũng như là đường DT 759B. Thì với cái bán kính giữa Hưng Phước và Thiện Hưng của mình, lô đất của mình dao động ít nhất cũng 4,5 tới 5 km nha quý cô chú anh chị mình. Còn từ thành phố Hồ Chí Minh, quý cô chú anh chị mình di chuyển lên tới lô đất vườn trái cây Thanh đang quay đây sẽ phải dao động từ 160 tới 165 km. Còn từ Bình Dương thì dao động từ 110 tới 120 km. Quý khách hàng của mình sẽ di chuyển theo quốc lộ 13 là đi từ Bến Cát, Trơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Thanh Hòa, Thiện Hưng. Miếng đất của em nằm tại ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha. Còn từ Đồng Xoài qua thì quý khách hàng sẽ di chuyển theo quốc lộ 14, sẽ dao động vào là 80 km. Mình di chuyển từ Đồng Xoài tới Phú Riềng Đỏ và tới Bình Long, à tới Phước Long chứ. Rồi tới Bù Gia Mập, Thanh Hòa, đó là sẽ theo tuyến đường như vậy. Và quý cô chú anh chị mình mà đã thông thạo về đất Bình Phước trên em á thì di chuyển lên tới cụm trung tâm hoặc chợ Thiện Hưng, Thanh sẽ ra đón rước để dẫn quý khách hàng mình nha. Còn nếu quý khách hàng mình chưa thông thạo, em rất mong cả nhà mình có thể kết bạn Zalo để Thanh gửi vị trí cũng như toàn bộ thông tin cho quý khách hàng của mình di chuyển an toàn nhất. Cả nhà mình ơi, nếu mà cả nhà mình di chuyển theo cái Google Maps đó, nếu mà cảm thấy đường xa quá thì em cũng rất mong cả nhà mình ghé lại quán nước của người dân để hỏi đường nha. Vì có khi là Google Maps của mình là chỉ con đường mà chưa có kịp cập nhật đó, thì sẽ ảnh hưởng tới thời gian cũng như con đường đi gần hơn của cả nhà mình. Thì cả nhà mình lưu ý cái vấn đề đó giúp Thanh nha. Đó. Còn bây giờ là Thanh đang giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem một nguồn đất người dân gửi bên Thanh quay bán. Là Thanh cũng đã gửi từ trên vệ tinh cũng như di chuyển từ trên xuống dưới và vườn trái cây cho cả nhà mình cùng tham khảo ha. Đến đây thì em xin phép tạm dừng video tại đây nha. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị. Nhân tiện trong clip thì Thanh cũng gửi lời cảm ơn và tri ân tới quý khách hàng đã tin tưởng cũng như là yêu mến kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em, chuyển khoản cũng như là lên gặp trực tiếp để mua bán đất với bên em nha. Dạ, đến đây thì Thanh xin phép tạm dừng. Hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của em.